Kính chào quý khán giả và các đồng chí, đây là bản tin quốc tế phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh truyền hình quốc phòng Việt Nam. Hôm qua, căng thẳng ở Nagorno-Karabakh đã lại một lần nữa nổ ra. Ngay lập tức, dư luận thế giới đã có những phản ứng về diễn biến này, trong đó bày tỏ quan ngại về sự leo thang căng thẳng, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế, giải quyết xung đột thông qua đối thoại. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong tiểu mục tiêu điểm quốc phòng. Như trước hết, mời quý khán giả và các đồng chí đến với những tin nhanh đáng chú ý. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực châu Á đang phát triển do lo ngại tác động từ cuộc khủng hoảng thị trường bất động sản ở Trung Quốc cũng như các nguy cơ từ hiện tượng El Nino đối với an ninh lương thực. Tuy nhiên, ADB lại nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực này trong năm sau từ mức 4,7% lên 4,8%. Theo ADB, khu vực châu Á đang phát triển là nhóm 46 nền kinh tế trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc, Nga hôm 19 tháng 9 đã tổ chức vòng tham vấn an ninh chiến lược lần thứ 18 tại Moscow, trong đó tập trung làm sâu sắc hơn hợp tác chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí tổ chức các cuộc tham vấn về ổn định chiến lược Trung-Nga vào thời điểm thích hợp, tăng cường hợp tác thực thi pháp luật và an ninh, không phổ biến vũ khí hạt nhân và quản trị toàn cầu về các công nghệ mới nổi. Hai bên cũng sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong các khuôn khổ đa phương như Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và cơ chế BRICS. Phát biểu trong khuôn khổ kỳ họp thứ 78 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Tokyo sẵn sàng bình thường hóa quan hệ với Triều Tiên và mong muốn tổ chức một cuộc gặp trực tiếp bất cứ lúc nào mà không cần điều kiện tiên quyết. Tuyên bố này diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên vừa có chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau 4 năm tới Nga. Căng thẳng chính trị leo thang tại Guatemala sau khi có tòa án tối cao nghi ngờ kết quả bầu cử tổng thống hồi tháng trước với chiến thắng áp đảo thuộc về ông Bernardo Arevalo. Hiện ông này kêu gọi tuần hành và yêu cầu cách chức tổng công tố nước này với cáo buộc âm mưu ngăn cản ông lên nắm quyền. Trong phát biểu mới nhất tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Brazil bày tỏ quan ngại về khả năng đảo chính tại Guatemala, nhưng Tổng thống sắp mãn nhiệm Alejandro Giam Matei bác bỏ quan ngại này và cam kết sẽ tuân thủ chuyển giao quyền lực khi hết nhiệm kỳ vào cuối năm. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm qua đã tới Tehran bắt đầu chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga dự kiến sẽ có các cuộc gặp với giới chức hàng đầu nước chủ nhà, trong đó có người đồng cấp Iran để thảo luận về hợp tác quốc phòng song phương cũng như tình hình trong khu vực. Chuyến thăm diễn ra trong giai đoạn Iran và Nga đã tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng. Tòa án Hình sự Quốc tế ICC tại La Hay, Hà Lan thông báo tổ chức này vừa là nạn nhân của vụ tấn công mạng vào tuần trước. Ngay sau đó, hàng loạt biện pháp đã được triển khai để ứng phó và giảm thiểu tác động của sự cố an ninh mạng trên. Hiện một cuộc điều tra đã được triển khai. ICC dự kiến sẽ tăng cường an ninh mạng, đẩy nhanh sử dụng công nghệ điện toán đám mây. Tuy nhiên, thông báo của ICC không cung cấp thông tin chi tiết về vụ việc. Các tài liệu có thể bị đánh cắp hoặc đối tượng tình nghi đứng sau cuộc tấn công mạng này. Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang EMC, nhóm bất đồng chính kiến thuộc lực lượng vũ trang cách mạng Colombia FARC, sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình vào ngày 8 tháng 10 tới tại Tibú. Cũng trong ngày này, hai bên sẽ thực thi một lệnh ngừng bắn dự kiến kéo dài 10 tháng. Đây sẽ là lệnh ngừng bắn thứ hai mà chính phủ Colombia và nhóm EMC đạt được trong chưa đầy một năm qua. Chính phủ Colombia cũng đang tiến hành đàm phán hòa bình với nhóm vũ trang quân đội giải phóng quốc gia ELN và đạt được một lệnh ngừng bắn song phương. Thưa quý khán giả và các đồng chí, Azerbaijan đã gửi quân được hỗ trợ bởi các cuộc tấn công bằng pháo binh Nagorno-Karabakh, làm dấy lên nguy cơ xảy ra một cuộc chiến mới với nước láng giềng Armenia. Ngay lập tức, diễn biến này đã khiến dư luận thế giới quan ngại và kêu gọi các bên liên quan giảm căng thẳng. Nhiều đoạn clip đăng trên mạng xã hội trong ngày 19 tháng 9 có thể thấy rõ tiếng pháo kích dữ dội ở Stepanakert, thủ phủ của Karabakh, được Azerbaijan gọi là Khankendi.
Trong tuyên bố chính thức, Azerbaijan cho biết đã triển khai lực lượng mặt đất để chọc thủng phòng tuyến của Armenia và hiện chiếm giữ khoảng 60 cứ điểm quân sự, phá hủy 20 phương tiện chiến đấu cùng một số cơ sở hạ tầng đối phương. Phía Armenia cáo buộc Azerbaijan đã triển khai chiến dịch trên bộ ở khu vực Nagorno-Karabakh, dù khẳng định quân đội Armenia không tham chiến và tình hình ở vùng biên giới vẫn ổn định. Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Armenia và cho biết ông đang liên hệ với Moscow, nước đứng đầu Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO mà Armenia là một thành viên và cộng đồng quốc tế. Theo Reuters, xung đột Nagorno-Karabakh có thể làm thay đổi sự cân bằng địa chính trị ở vùng Nam Cáp-cát, nơi có nhiều đường ống dẫn dầu và khí đốt. Điện Kremlin cùng ngày đã lên tiếng bày tỏ quan ngại về sự leo thang căng thẳng. Ngoài ra, Moscow cũng cho biết đã sơ tán gần 500 dân thường ra khỏi khu vực đụng độ. Sau các cuộc điện đàm riêng rẽ với lãnh đạo Armenia và Azerbaijan trong ngày 19 tháng 9, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã kêu gọi Azerbaijan tiến hành đối thoại, trong khi Liên minh châu Âu EU, Pháp và Đức cũng hối thúc nhanh chóng nối lại các cuộc đàm phán để thiết lập một nền hòa bình công bằng và lâu dài với Armenia. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran đã ra thông cáo kêu gọi giảm căng thẳng thông qua đối thoại để đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân ở khu vực này. Khu vực Nagorno-Karabakh nằm sâu trong lãnh thổ phía tây nam của Azerbaijan, song có đa số dân cư là người gốc Armenia. Xung đột ở đây đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng. Azerbaijan và Armenia đã tiến hành nhiều cuộc gặp cấp cao để giải quyết vấn đề, song chưa tìm được biện pháp lâu dài, bất chấp các nỗ lực hòa giải của Nga, Hoa Kỳ và EU. Trong khuôn khổ kỷ niệm 213 năm Quốc khánh Cộng hòa Chile 18 tháng 9 năm 1810, 18 tháng 9 năm 2023, chính quyền nước này đã tiến hành duyệt binh tại thủ đô Santiago. Trong buổi lễ trang trọng với sự tham gia của nhiều binh sĩ, người dân bị thu hút bởi hình ảnh các chú cún thuộc đơn vị chó nghiệp vụ của lực lượng cảnh sát quốc gia Chile. Chile mới đây đã tổ chức lễ duyệt binh nhân dịp 213 năm quốc khánh. Một trong những ngôi sao sáng nhất của lễ duyệt binh nói trên là những chú cún thuộc lực lượng cảnh khuyển Chile. Đàn chó con 45 ngày tuổi với đôi tai rũ, cặp mắt nhíu được điệu trong túi giữ nhiệt màu xanh neon, diễu hành cùng hàng ngũ cảnh sát huấn luyện Chile. Theo sau là những chú chó nghiệp vụ đã trưởng thành. Đơn vị chúng tôi gồm 63 người và 73 chú chó. Những chú chó sẽ diễu hành cùng chúng tôi và còn gì tuyệt vời hơn khi có sự tham gia của cảnh sát từ các khu vực khác nhau. Để đảm bảo cuộc duyệt binh diễn ra suôn sẻ, trước đó những chú cún con dễ thương này đã phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm ngặt để thích nghi với tiếng ồn và đám đông. Những chú chó nhỏ tuổi được tuyển chọn, nuôi dưỡng và huấn luyện để trở nên thông minh, gan dạ, tuyệt đối trung thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trở thành trợ thủ đắc lực, người bạn, người đồng đội đáng tin cậy với binh sĩ Chile trong hoạt động an ninh, quốc phòng và các hoạt động dân sự, đảm bảo sự yên bình cho cuộc sống người dân. Dù mang vẻ ngoài to lớn, dũng mãnh khi trưởng thành, các chú chó nghiệp vụ vẫn vô cùng thân thiện với người dân và các em nhỏ. Tôi yêu những chú chó, chúng thật dễ thương và làm những việc tốt như cứu người. Xuất hiện lần đầu năm 2017, những chú cảnh khuyển này là điểm nhấn không thể thiếu, thu hút đông đảo sự chú ý của người dân với hoạt động duyệt binh kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Chile. Tổng thống Iran ngày 19 tháng 9 nhấn mạnh Hoa Kỳ nên chứng minh thiện chí và quyết tâm của mình trong việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 khi nhiều tháng đàm phán gián tiếp giữa hai nước không đi đến đâu. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai bên có dấu hiệu cải thiện sau khi tiến hành việc trao đổi tù nhân thành công. Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nhấn mạnh Hoa Kỳ cần thể hiện thiện chí, đồng thời nhắc lại rằng việc chính quyền dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump rời khỏi Hiệp ước Hạt nhân năm 2018 cho thấy Washington đã vi phạm thỏa thuận và vi phạm nguyên tắc thiện chí. Mặc dù Tổng thống Hoa Kỳ đương nhiệm Joe Biden đã cố gắng đàm phán để khôi phục thỏa thuận hạt nhân, nhưng các cuộc đàm phán đã bị đình trệ kể từ tháng 9 năm ngoái khi cả hai bên cáo buộc nhau đòi hỏi những nhượng bộ quá mức. Hoa Kỳ phải xây dựng niềm tin để thể hiện ý định tốt và sự sẵn sàng thực sự của mình trong việc thực hiện các cam kết và hoàn thành mục tiêu đã đề ra.
Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh quan hệ giữa Iran và Hoa Kỳ có dấu hiệu hạ nhiệt khi Tehran và Washington đã đạt được một thỏa thuận do Qatar làm trung gian, dẫn đến việc trao đổi tù nhân được hoàn thành vào ngày 18 tháng 9 và liên quan đến việc giải phóng 6 tỷ đô la Mỹ tiền của Tehran ở Hàn Quốc. Trong tuyên bố mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran cũng khẳng định Tehran sẵn sàng đàm phán hạt nhân gián tiếp với Hoa Kỳ thông qua trung gian hòa giải bên lề khóa họp 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Trong diễn biến liên quan, các nước phương Tây đã ra tuyên bố chung nhằm kêu gọi Iran hợp tác với Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA và đảo ngược những bước đi làm giảm tính minh bạch của chương trình hạt nhân của Tehran. Trong tuyên bố, đại diện thường trực của các nước nói trên tại IAEA nêu rõ Iran cần ngay lập tức đảo ngược quyết định của nước này về việc hạn chế các cuộc thanh sát của IAEA đối với những cơ sở hạt nhân của Tehran, đồng thời tuyên bố cũng kêu gọi Iran hợp tác với IAEA để đảm bảo Iran thực hiện chương trình hạt nhân vì mục đích hòa bình theo đúng các quy định của cơ quan nói trên. Tuyên bố chung nhấn mạnh IAEA quan ngại sâu sắc về các hoạt động và vật liệu hạt nhân chưa được khai báo ở Iran, trong khi Tehran chưa giải đáp về vấn đề này trong hơn 4 năm qua. Hôm 18 tháng 9, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cũng kêu gọi Iran xem xét vấn đề trên, đồng thời cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu Tehran không hợp tác với cơ quan này. Trước đó, ông Grossi cũng chỉ trích động thái không cân xứng và chưa từng có của Iran khi cấm nhiều thanh sát viên được giao nhiệm vụ đến giám sát các hoạt động hạt nhân của Tehran. Trong phần mở đầu phát biểu của mình tại phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã nêu đậm quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, trong đó đề cao hình mẫu cùng vượt qua quá khứ chiến tranh, vì hòa bình và tương lai của hai nước. Thông tin này sẽ khép lại bản tin hôm nay của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Khi phát biểu tại phiên khai mạc, phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, Tổng thống Joe Biden ngày 19 tháng 9 nhắc đến chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 10 đến 11 tháng 9. Khoảng một tuần trước, tôi đã đứng ở bên kia địa cầu, tại Việt Nam. Trên mảnh đất từng xảy ra cuộc chiến tranh khốc liệt, tôi đã gặp một nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ và cựu chiến binh Việt Nam, chứng kiến lễ trao kỷ vật chiến tranh. Thật xúc động khi thấy biểu cảm của các cựu chiến binh. Trong nhiều thập kỷ, không ai tưởng tượng nổi có một ngày Tổng thống Hoa Kỳ đứng cạnh lãnh đạo Việt Nam ở Hà Nội, tuyên bố cam kết thúc đẩy quan hệ hợp tác ở mức độ cao nhất. Đây là lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng lịch sử không nhất thiết phải quyết định tương lai của chúng ta. Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm 19 tháng 9 với chủ đề xây dựng lại lòng tin và thúc đẩy đoàn kết toàn cầu, tăng cường hành động về chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát triển bền vững hướng tới hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững cho tất cả mọi người. Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu sẽ dự tuần lễ cấp cao khóa 78 Đại hội đồng Liên Hợp Quốc với các hoạt động dày đặc.